Thích luôn rồi nhá. Ở đây thì hiện tại thì cái ảnh ảnh ở đây thì em không nói là anh nguyên nhân ảnh ở chỗ nào, nhưng anh thấy như là ảnh nó đang nằm ở cái chỗ bị sai ở cái chỗ danh mục này. Thế này thì anh cũng đã fix cho nó bằng này nhá. Tiếp theo nữa là giỏ hàng 404 thì ở đây cái bỏ thì đã hủy thành công rồi này. Tiếp theo nữa là phần đăng ký đăng nhập lỗi như ảnh là ảnh hai đúng không? Ở đây thì anh cũng đã fix rồi nhá. Đây sẽ có ra hai trang đăng ký này và đăng nhập này đấy, cũng như là xử lý cái phần tách ra hai trang đăng ký và đăng nhập riêng thì ok rồi nhá. Thông báo này, ở đây thông báo đăng nhập ở đây nó đã có thông báo là đăng nhập thất bại này. Phần giỏ hàng thì cũng đã hiển thị sản phẩm, cũng đã hiển thị thông tin của cái sản phẩm. Đây, khi mà đây giờ đây là 10 này, 100 này, đấy nó sẽ thông báo số lượng sản phẩm đã vượt qua tối đa. Ở đây thì anh sẽ không làm phần view đâu, mà anh sẽ chỉ đây anh sẽ show ra số lượng còn của sản phẩm này thôi, chứ không phải làm phần review. Đấy,